PVN Bonsai Phong Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Em hiện tại đang có mặt tại sân vận động Mỹ Đình, gần đường đua F1. Để nói là lần này tại đây đường đua F1 sẽ diễn ra hội chợ thương mại Festival lần thứ 2. Thì hiện tại ở đây sẽ trưng bày một số những gian hàng đồ gỗ mỹ nghệ và phong lan, và đặc biệt là những hàng cây bonsai cỡ đại và tầm trung, và có cả mini. Rất nhiều những cây bonsai đẹp được mang tới festival lần này. Đấy, toàn bộ khung cảnh đường đua F1. Rất đẹp các bác nhé. Và bên kia là sân vận động Mỹ Đình. Thì hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 2022. Thì ngày mai sẽ diễn ra cuộc khai mạc. Thì thời gian tổ chức festival nó là ngày 14 đến ngày 24, trong khoảng 10 ngày các bác nhé. Thì anh em nào có thời gian đến đây tham quan, và các bác đến xem và dự festival cây cảnh bonsai và những đồ gỗ mỹ nghệ phong lan, nói chung là rất nhiều thứ để mọi người có thể chiêm ngưỡng và giao lưu. Đây, toàn cảnh khu vực diễn ra festival thủ đô 2022 rất đẹp các nhá. Một khuôn viên của đường đua F1, đây các nhìn đường này, những góc cua. Và giờ em sẽ đi lướt qua một số những tác phẩm bonsai tại đây. Đặc biệt đây là trước mắt quý vị các bạn là tác phẩm của Bác Hòa Taxi, một tác phẩm rất nổi tiếng rồi. Hồn quê rất đẹp luôn.
trà rất đẹp luôn. Trà bạch. Trà bạch cổ. Vâng.